Thực hiện công điện của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc ứng phó với bão số 13, bão Vamco, sáng nay phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê đã tiến hành sơ tán các hộ dân tại khu vực nhà không kiên cố đến nơi an toàn. Là địa bàn được dự báo có nguy cơ chịu nhiều ảnh hưởng do bão số 13 gây ra, để đảm bảo an toàn cho người dân, phường Thanh Khê Đông ngay khi nhận được công điện của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc ứng phó với bão số 13 đã chủ động thông báo đến các hộ dân tại các khu dân cư và lên phương án bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân sơ tán đến trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng để tránh trú. Nghe tôi cũng mừng, cũng được chứ nhờ tôi có mình có hai mẹ con, thằng con tôi ở trên trường rồi. Chỉ có mình tôi ở phường hậu của tôi đi để chống bão, tôi cũng nghe cũng mừng cái tôi từ chân cản yếu lắm, tôi đi không được. Thì phường họ quan tâm thì dân dân chúng tôi cũng khấn khởi cũng giống rất vui mừng chứ. Dân đang cho con chó an toàn là chết hay. Ban chỉ đạo phòng chống bão lụt của phường cũng đã họp triển khai cho tất cả các khu dân cư, tổ dân phố và tiến hành hôm nay là buổi sáng này chúng tôi tiến hành vận động nhân dân di dời ở những nơi mà không an toàn nhất. Thì qua buổi vận động di dời thì với phương châm là chúng tôi vận động những người xung quanh có điều kiện thì giúp đỡ những nhà bên cạnh không có điều kiện, còn những hộ mà không có bà con thân thiết và già yếu thì chúng tôi sẽ ưu tiên vận động đưa về nơi tập trung của phường. Vì nơi tập trung của phường thì chúng tôi cũng đã bố trí chỗ ăn, chỗ nghỉ và đảm bảo mọi sinh hoạt cho bà con trong những ngày tránh bão. Đối với những hộ dân dù đã được thông báo nhưng vẫn không di dời đến nơi an toàn, quận Thanh Khê cho biết đã có phương án vận động và sẵn sàng các lực lượng để cưỡng chế đưa người dân đến nơi an toàn, đảm bảo công tác phòng tránh bão theo công điện của Ủy ban Nhân dân thành phố.